đi ra múc bàn. Ủa nó đang học rồi nè, tôi đã hết hết tuần này, hết tuần này là gì vậy? Ừ. Mai chị đi ra. Học tiếp. Mức bằng ASMR. Nhưng mà cây xanh hơn. Quá là mùi. Hả? Anh không chịu à? 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 Chị thấy mẹ một nửa xong. Mẹ định đưa cho em ăn nốt mà. Không sao. Nhưng mẹ ăn hết rồi à? Rồi à? Ừ. Cái bát đấy bao gồm một nửa quả xoài còn có một nửa quả bơ, tại sao với lại là một nửa sữa chua. Chị ăn sữa chua rồi Có chị ăn sữa chua rồi cái hết rồi đó. Đấy, sữa chua ít đường à? chị ăn gì nữa Thì mua có 6.000 thế á nhớ rồi không biết đâu chị chưa ăn chắc cũng vậy đâu chị chưa tổng nhóm mười mấy thôi bốn bốn hộp đó 2.000 nhỉ. Tưởng vòng đây nhưng mà sau rồi là có cái video như kiểu làm bé xa. Dùng GP cuộc sống ở Nhật. Cuộc sống ở Tam Điệp. Ăn nước bằng. Tam Điệp tao có gì ăn nhiều mà.
Nhưng mà tự nhiên ăn bún đậu mắm tôm, thử thử cái món này, thử cái mới. Hôm nay chưa học nào, quá lâu rồi. Rồi gì? Có gì mất điện không? Ủa ở à? Đúng là vậy. Không. Như là mình sẽ có người nào bước ra ngoài không? Đúng rồi. Này mà nó thích cái Yeah. Ở đây thì nó cũng là đồ ăn vặt mà. Sao không được? Làm sao không được? Đúng rồi. À, hiện chưa? Đi dỗ ở trong áo này, dỗ ở trong áo này. Mang cặp xuống. Khoáng nó. Múa con nó đi nó xíu, chị đi chị ăn quá nhiều, chị ăn nó no rồi chị đây đi không. Phản bội. Camu.